Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin thể thao cuối ngày mùng 2 tháng 11 của chúng tôi trên kênh Yêu Bóng Đá. Trước khi đến với những tin tức nóng trong ngày hôm nay, quý vị đừng quên subscribe kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ qua những tin tức nóng hổi trong ngày. Ngay sau đây, hãy cùng chúng tôi đến với những điểm tin trong bản tin ngày hôm nay nhé! Trong bài phát biểu gần đây, người đứng đầu Barca đã liên tục ám chỉ về kế hoạch muốn đưa Messi trở về và cứu rỗi câu lạc bộ ngay trong tháng 1/2023 ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Từ ngày Messi ra đi, Barca như chiếc xe lao dốc không phanh, mặc cho bao nhiêu tiền bạc nỗ lực được đổ vào để chiêu mộ huấn luyện viên và vô số các cầu thủ triệu đô, nhưng điều đó cũng chẳng thể bù đắp nổi lỗ hổng do Messi để lại. Hiện tại, câu lạc bộ này đang phải vật lộn dưới thời huấn luyện viên Xavi. Gã khổng lồ xứ Catalan đã sớm bị loại khỏi Champions League và gặp vô vàn khó khăn trong cuộc đua vô địch tại La Liga với Real Madrid. Trong sự bế tắc, Barca lại nhớ đến siêu sao đã làm nên tên tuổi của họ và mong muốn anh trở về. Tuy nhiên, theo tờ Sport, Barca đã gọi cho Messi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng anh đã không nghe bất cứ một cuộc nào. Về phía Lionel Messi, anh đang thi đấu thực sự bùng nổ trong mùa này với phong độ xuất sắc. Hiện tại, Messi đã ghi 12 bàn cùng 13 đường kiến tạo sau 17 lần ra sân cho PSG trên mọi đấu trường, một hiệu suất rất đáng nể. Tương lai của Messi trở thành vấn đề được nhiều cổ động viên Barca quan tâm, nhất là trong bối cảnh hợp đồng hiện tại của anh với PSG sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2023. Theo Le Parisien, PSG đánh giá rất cao năng lực của Leo và đang tăng tốc đàm phán với cha của siêu sao này với mong muốn có thể giữ chân anh được lâu hơn. Mặc cho bao nhiêu đồn đoán được đưa ra, phía Messi vẫn chưa hề thông báo nào cho tương lai của mình. Giờ đây, anh đang dồn toàn bộ sự tập trung vào World Cup 2022 cùng tuyển Argentina, nên sẽ chỉ quyết định tương lai sau giải đấu ở Qatar. Cách đây không lâu, Messi khẳng định World Cup 2022 sẽ vòng chung kết World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Đó là lý do vì sao tiền đạo 35 tuổi tạm gác mọi chuyện bên lề để nỗ lực tối đa mang chiếc cúp vàng về quê nhà Argentina lần đầu tiên kể từ năm 1986. Liverpool đã chiến đấu ngoan cường tới tận những giây phút cuối cùng trong trận đấu với Napoli. Với mong muốn có được ngôi đầu bảng A để tránh đụng độ các đối thủ mạnh ở vòng 1/8. Tuy nhiên, với chiến thắng này lại chỉ đủ để Suarez đứng ở vị trí thứ hai. Vị trí nhì bảng là điều mà các cổ động viên của Liverpool không hề muốn trước khi bước vào giải đấu. Nhưng giờ đây, lữ đoàn đỏ buộc phải chấp nhận thực tế này và chỉ còn biết trông chờ vào những lá thăm may rủi ở vòng 1/8. Hiện tại, nguy cơ Liverpool phải đối đầu với các đối thủ mạnh tại vòng knockout là cực lớn. Theo đó, họ có thể sẽ gặp các đội đầu bảng đáng gờm như Bayern Munich và có thể có thêm cả Real Madrid và PSG nếu hai đội này chính thức giành ngôi đầu. Cụ thể với Bayern, câu lạc bộ đang thể hiện phong độ hết sức bá đạo tại Champions League mùa nay khi hoàn toàn thắng cả 6 trận tại vòng bảng. Họ trở thành đội bóng thứ 11 vượt qua vòng bảng mà không đánh rơi điểm số nào. Đáng chú ý, Hùng Xám đã đi vào lịch sử với tư cách là đội bóng đầu tiên 3 lần toàn thắng ở vòng bảng Champions League. Trong khi đó, Real Madrid là đương kim vô địch của giải đấu. Dù không toàn thắng như Bayern nhưng Kiền Kiền Trắng là một kẻ có ADN vô địch cực đáng gờm. Ở mùa giải năm ngoái, Real đã đi tới chức vô địch bằng cách vượt qua các đối thủ mạnh như PSG, Chelsea, Man City và chính Liverpool bằng cách chơi cực kỳ khó chịu với những chiến thắng sắp nút siêu kịch tính. Có thể nói, gặp Real ở vòng knockout cũng là điều mà chẳng có đội bóng nào muốn. Một đối thủ đáng gờm khác của Liverpool là PSG. Sau nhiều năm đầu tư tiền của các ông chủ Qatar, PSG đang sở hữu đội hình cực mạnh với các siêu sao hàng đầu thế giới như Messi, Neymar hay Mbappe và họ đang rất muốn có lần đầu tiên được lên đỉnh châu Âu sau nhiều mùa tiến rất sát với ngôi vô địch. Với phong độ phập phù của Liverpool từ đầu mùa giải tới nay, người hâm mộ của họ dĩ nhiên sẽ có lý do để phải lo lắng. Vì nếu như phải đối đầu với một trong các ông lớn trên thì khả năng Liverpool trắng tay ra về là không phải ít. Trong trận đấu giữa Tottenham và Marseille ở bảng B Champions League ngày hôm qua, tiền đạo Son Heung-min đã có cú va chạm cực mạnh vào vai của hậu vệ Pemba trong một pha không chiến. Sau va chạm, anh thậm chí không thể mở nổi mắt và dường như anh đã khóc vì sợ mất World Cup 2022 sắp diễn ra. Trợ lý huấn luyện viên Christine Stellinin của Tottenham cho biết, chúng tôi sẽ kiểm tra tình trạng của cậu ấy ngay khi ngày mới đến. Đó là một vết thương ở mặt, mắt anh ấy bị sưng rất lớn, tôi chưa biết đây có được xem là một chấn động đầu hay không.
Theo quy định của Liên đoàn bóng đá Anh đưa ra, một cầu thủ được chẩn đoán bị chấn động phải ngồi ngoài ít nhất 6 ngày sau khi bị chấn thương, trong khi chỉ còn chưa tới 20 ngày nữa World Cup sẽ diễn ra. Điều này khiến cổ động viên Hàn Quốc vô cùng lo lắng. Một số cổ động viên bày tỏ, sau khi trận đấu kết thúc, tôi không thể giữ được bình tĩnh. Tôi rất lo lắng và đau lòng về chấn thương của Son. Hy vọng Tottenham sẽ chẩn đoán chính xác và giúp cậu ấy bình phục. Hãy cầu nguyện cho Sonny của chúng ta không gặp vấn đề nghiêm trọng. Một người khác viết, sao mà tin dữ cứ ập đến trong và ngoài nước vậy? Mong Heung-min không gặp chấn thương nghiêm trọng, tôi khóc mất thôi. Theo thông tin mới nhất, thật may mắn khi Son Heung-min đang cảm thấy ổn. Cầu thủ này ăn mừng chiến thắng của Tottenham trong phòng thay đồ với tình trạng một mắt không mở được. Son là đội trưởng và cũng là điểm tựa số 1 cho hy vọng lọt vào vòng 16 của đội đại diện châu Á. Trận đấu đầu tiên của Hàn Quốc, bản H sẽ gặp Uruguay vào ngày 24 tháng 11. Lại là một tin tức khác liên quan tới chấn thương. Ngày hôm qua, thông tin về chấn thương của Paul Pogba khiến anh không thể tham dự World Cup đã khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Thì sáng hôm nay, MU phải nhận thêm một cáo buộc nữa liên quan tới việc che giấu tình trạng thực sự của anh chàng. Mike Freddy, người dẫn dắt Juventus mùa 1990-1991 cho rằng chắc chắn MU biết rõ tình trạng chấn thương của Paul Pogba nên mới để anh ấy ra đi dễ dàng như vậy. Và bây giờ, Juventus đang phải lãnh hậu quả này. Chính vì kỳ chuyển nhượng kém cỏ nên mới khiến Juventus thi đấu không thành công từ đầu mùa tới giờ. Ông Mike Freddy hoàn toàn có lý do để cáo buộc MU bởi Pogba thường xuyên làm bạn với dường bệnh trước khi gia nhập Juventus hè này. Hiệu suất thi đấu của Pogba trong 3 mùa gần đây giảm mạnh vì vấn đề sức khỏe. Mùa 2021-22, anh chỉ ra sân 27 trận trên mọi đấu trường trong màu áo quỷ đỏ khi trải qua nhiều ca chấn thương khác nhau. Kể từ khi chia tay MU để khoác trở lại áo Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do, tiền vệ sinh năm 1993 chưa đạt bất cứ trận chính thức nào do chấn thương. Pogba đã hoàn tất ca phẫu thuật đầu gối hôm ngày 5 tháng 9. Cựu sao MU được cho đã chọn đúng phương pháp để hồi phục và chuẩn bị tái xuất sân cỏ thì lại sự cố xảy đến và chấn thương trở lại. Đáng nói đây không phải là lần đầu tiên MU bị cáo buộc như vậy. Cách đây vài ngày, quỷ đỏ cũng đã bị tố thông đồng với cầu thủ để che giấu bệnh án của Aaron Wan-Bissaka và Donny van Beek nhằm bán họ cho các câu lạc bộ khác với mức giá tốt hơn. Vâng, có thể thấy trong bóng đá chấn thương là một điều gì đó rất ám ảnh với bản thân cầu thủ câu lạc bộ và với toàn thể người hâm mộ đúng không ạ? Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến họ mất đi khả năng chơi bóng vĩnh viễn. Mong rằng các cầu thủ của chúng ta sẽ thi đấu thật tốt và an toàn để không xảy ra một chuyện đáng tiếc nào trong mùa giải tới. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với một tin tức về thành tích tệ hại nhất của một siêu sao tại giải Ngoại hạng Anh. Chỉ cần là người yêu bóng đá, theo dõi gần đây thì chắc hẳn ai cũng biết Ronaldo thực sự đã có một mùa giải không mấy thành công khi dính liên tiếp những sai lầm trong lối chơi và hành xử. Theo hãng Opta công bố, tỷ lệ chuyển hóa cú sút thanh ban của tiền đạo Bồ Đào Nha mùa này chỉ là 5%, tức trung bình anh phải dứt điểm tới 20 lần mới có một bàn thắng. Thông số bàn thắng kỳ vọng cho mỗi cú sút của Ronaldo chỉ là 0,07. Thông số này thua xa một trước khi Ronaldo đóng góp nhiều bàn nhất cho Man United. Tại Ngoại hạng Anh đá tổng 30 trận gồm 27 lần đá chính với tổng cộng 2.459 phút trên sân và ghi 18 bàn. Trung bình, Ronaldo ghi 1 bàn qua 137 phút. Tiền đạo 37 tuổi sở hữu tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn là 16%, cao hơn gấp 3 lần so với mùa này. Tuy nhiên, chuyện gì cũng có lý do của nó. Thành tích làm bàn của Ronaldo mùa này bị ảnh hưởng từ việc anh bỏ chuyến du đấu 17 ngày cùng câu lạc bộ ở Thái Lan và Australia với lý do gia đình, rồi lại hội quân muộn hơn 3 tuần nữa. Chưa kể gần đây, Ronaldo thường xuyên phải ngồi ở băng ghế dự bị cách tên khỏi trận đấu với Chelsea, rồi không thường xuyên được huấn luyện viên Erik ten Hag ưu tiên sử dụng. Hiện tại, Ronaldo vẫn còn cơ hội để cải thiện thành tích ở chuyến làm khách trước Real Sociedad tại lượt cuối bảng E ngày 3 tháng 11. Man United buộc phải thắng cách biệt 2 bàn để chiếm đỉnh bảng nhằm tránh đá hai lượt vòng playoff với các đội rớt xuống từ Champions League. Vâng thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao được phát sóng trên kênh Yêu Bóng Đá ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn luôn đồng hành cùng với bản tin. Chúc quý vị cùng gia đình có một buổi tối mạnh khỏe và hạnh phúc, có những giây phút thư giãn bên cạnh những người thân yêu. Và đừng quên subscribe kênh của chúng tôi để không bỏ qua những tin tức thể thao mới nhất và chính xác nhất được update trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.